Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe AB này, Vision này, Vao này, rồi SH với lại Future. Thì đồng hành giới thiệu trong này thì có em Trang sẽ hỗ trợ giới thiệu. Mời Trang. Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Lại là Trang đây. Cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất ở bên cửa hàng bên Trang ha. Thì trong chương trình tuần lễ hiện tại này, những cái dòng xe mà đang sale mà chị em cực kỳ là hot tại bên cửa hàng Trang. Đặc biệt hơn là có AB này, Vision, Vario 2024 hàng đã cập bến mới về rồi. Khi lên cửa hàng có liên hệ trước đặt lịch giảm cho mọi người 1 triệu đồng tiền xăng xe đi lại. Kèm theo đó là một combo quà tặng lên tới 3 triệu đồng. Cho nên mọi người khi lên cửa hàng thì nhớ liên hệ đặt lịch trước để được Trang tư vấn hỗ trợ mọi người nha. Cứ bảo là lên cửa hàng đã liên hệ trước em Trang là được nha. Ok, đầu tiên là AB 125. Thì hiện tại nha, đối với dòng AB thì nó đã ra phiên bản mẫu mới nhiều rồi, cho nên là khi mẫu cũ nó sẽ cháy ha. Và giá hiện tại là cập nhật giá mới nhất sẽ là 40 triệu đồng một em bao VAT trên phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ và màu xanh nha cả nhà. Bao VAT. Phiên bản Black Edition, phiên bản đặc biệt sẽ là 43 triệu đồng một em. Ngoài ra đó, bên Trang còn hỗ trợ sơn đồ 3D những cái màu như là xanh đen như thế này đây, thì mọi người chỉ cần cộng lên phí sơn cho Trang đúng 1 triệu này mọi người. Hoặc là đen, hàng cực kỳ là hot nha mọi người. AB 150, 160 cập nhật giá mới nhất cho mọi người luôn, đáng giả cho mọi người luôn, chỉ còn là 58 triệu đồng một em thôi. Cho đối với là phiên bản AB 160 thường, còn 160 đặc biệt á thì sẽ là 59 triệu đồng nha mọi người. Bao gồm VAT, góp thì mọi người cầm ngay trong này giúp Trang cửa từ 10 triệu đồng là mọi người nhận xe được rồi ha. Duy nhất căn cước công dân từ 18 tuổi nha mọi người, duy nhất 3 triệu đồng là nhận xe được rồi. Đối với dòng này cũng cầm ngay duy nhất giúp Trang chỉ từ 3 triệu đồng thôi. Đối với dòng Vision, giá sẽ dao động từ 31 triệu đồng trên phiên bản tiêu chuẩn, 32 là cao cấp, rồi là 35 là đặc biệt, 35 là cổ điển, và thể thao sẽ là 37 triệu đồng. Màu thể thao thì có hai màu là màu xám xi măng và màu đen đó mọi người. Còn những màu tiêu chuẩn thì sẽ gồm màu đen bóng này, rồi là cao cấp thì sẽ là trắng bóng hoặc là đỏ bóng. Ngoài ra đó thì còn hỗ trợ sơn đồ, những cái bảng màu sơn đồ đây mọi người. Tất cả những cái bảng màu mà màu sắc rực rỡ thì đều không phải hãng sản xuất ra, mà là của bên cửa hàng Trang gửi hãng đi sơn lên và sẽ bảo hành cho mọi người 1 năm mới ra những cái bảng màu này. Thì bên Trang đã bao gồm phí VAT đổi màu cho mọi người rồi, chỉ cần lên sơn đúng 1 triệu đồng thôi. Thì tùy từng phiên bản nha mọi người, mọi người thích cộng sơn lên từ phiên bản nào thì mọi người chỉ cần cộng lên phí sơn 1 triệu đồng từ phiên bản đó giúp Trang là được nha mọi người ha. Đã bao gồm VAT 10% luôn nha mọi người. Hoặc là xanh này là gọi là xanh chuối này, hoặc là màu xám xi măng, hồng đen, xanh đen này mọi người, đen nhám, bản sport, bản này 37 triệu đồng một em nha. Đó cũng chỉ duy nhất 3 triệu đồng là nhận xe, lên cửa hàng liên hệ trước, tất cả các dòng giảm cho mọi người 1 triệu đồng tiền xăng xe đi lại, khi ở xa liên hệ trước nha mọi người. Còn đối với mà dòng Future này, 34 triệu đồng cho phiên bản bánh căm thường và căm đĩa nha mọi người. Còn 37 triệu đồng cho phiên bản bánh bông nha, bao VAT, phiên bản 2024 và phiên bản 2023 luôn. Từ đỏ đen này, hoặc là trắng đen này, đen nhám này, trắng đen đó, rất là nhiều màu luôn. Cho nên là anh chị em mình có nhu cầu mấy màu nào thì mình nhắn tin liên hệ trước để Trang tư vấn hỗ trợ cho mọi người nhiều nè. Rồi là đến với một phân khúc Vario 125. Đối với dòng này nha mọi người, 36 triệu đồng một em duy nhất hôm nay thôi nha mọi người. 36 triệu đồng một em bao VAT nha. Mọi người góp thì cũng cầm ngay duy nhất dòng này giúp Trang từ 3 triệu đồng là mình nhận xe. Màu cam này, những cái bảng màu mà sơn đồ 3D như thế này đây mọi người, hàng hot cực kỳ nha mọi người. Đấy, đỏ candy hoặc là vàng đen, xanh chuối, trắng xanh đen nè mọi người, những cái bảng màu cực kỳ là hot. Đó, mọi người chỉ cần cộng lên giúp sang đúng 3 triệu đồng là anh em nhận xe rồi ha. Đấy, một em Vision phiên bản đồ mọi người. Đồ này gọi là đồ LED luôn nha mọi người, đèn LED. Mặt nạ phía trước là màu đen, còn thân vẫn màu đỏ mọi người. Màu này cũng đang cực kỳ là hot và đang thịnh hành này. Anh em cũng cầm ngay dòng này giúp Trang gửi từ 3 triệu đồng là anh em nhận xe nha. Ok, lên SH. Rồi, tới một cái phân khúc gọi là SH 125 này, 150 và 160 tại thời điểm hiện tại. Đối với SH 125 phiên bản tiêu chuẩn 3 màu trắng, đỏ, xanh, CBS sẽ là 73 triệu đồng một em, bao thuế VAT 10% nha mọi người. Còn đối với mà phiên bản mà ABS nha mọi người sẽ là 82 triệu đồng. Cho đối với những bảng màu xám xi măng, 150, 160 nha mọi người. CBS sẽ là 90 triệu đồng, ABS sẽ là 102. Đối với những cái màu trắng như thế này đây sẽ là 102 triệu đồng nha mọi người. Còn xám xi măng thì em này xả lỗi mọi người, 100 triệu đồng này mọi người. Em này có 160, còn sót hàng lại duy nhất cuối cùng này mọi người. Cho nên là anh em mình mua góp trong này cầm ngay giúp Trang cửa từ 15 đến 20 triệu đồng là anh em nhận xe được rồi ha. Duy nhất một căn cước công dân thôi nha, từ đủ 18 tuổi rồi. Ngoài ra hỗ trợ cho mọi người là cà vẹt gốc này, cái lãi suất ưu đãi mọi người. Ở cà vẹt gốc từ tháng đóng đầu tiên luôn, khi mà mọi người trả trước giúp Trang giá trị xe từ 30 tới 40% trở lên nha.
Rồi, phiên bản SH Mod cũng vậy, cũng là một cái phiên bản. Nhiều bạn hỏi Trang là không biết là SH Mod thì Nam có chạy được không, thì Trang thấy là chạy bình thường và chạy cũng đang cực kỳ là sang luôn nha. Rồi, đối với phiên bản SH Mod tại thời điểm hiện tại, tiêu chuẩn này đỏ, xanh, đen, ba màu, sẽ để giá cập nhật mới nhất cho anh em là 57 triệu đồng một em bao VAT nha. Góp anh em cầm ngay giúp Trang duy nhất 7 triệu đồng là anh em nhận xe rồi. Còn đối với những cái bản màu xám xi măng như thế này đây nè mọi người, xám xi măng đỏ đen hoặc là bạc nhám đen nhám này, những cái bản màu này là sẽ là 63 triệu đồng. Còn nếu những em tiêu chuẩn CBS này chỉ có 57 triệu đồng thôi mọi người, phân biệt nha mọi người. Nói chung là mua xe thì Trang sẽ lên tư vấn hỗ trợ cho mọi người những cái phiên bản nào để phù hợp với kinh tế hoặc là cũng như khoản vay của mọi người ok nhất có thể cho mọi người cứ yên tâm nhá. Rồi ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip, xin chào.